Kính thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay một cái buổi đọc báo đồng ngày thì tôi thấy một cái tin về cái hành vi đánh bác sĩ tội cố ý gây thương tích, và tôi cũng mong muốn đưa cái video này đến tai quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện của bài báo như thế này, một cái anh đưa vợ đi sinh, thì khi mà đưa vợ đi sinh như vậy thì anh có một cái ao ước rằng là sẽ quay lại những cái khoảnh khắc vượt cạn của vợ. Tuy nhiên là giống như là bây giờ ở nước ngoài, thật ra thì tôi cũng có một cái vài người bạn, người bà con họ ở nước Úc, thì khi mà vợ sinh con thì để gọi là để động viên cái sự khó khăn của người vợ, thì người chồng được vào chung phòng và bác sĩ sẽ song hành với anh để động viên về mặt tinh thần người vợ. Đó là cái quan điểm của những người phương Tây. Tuy nhiên còn ở Việt Nam thì tôi cho rằng là tôi cũng đã hai lần vượt cạn. Tuy nhiên là khi vào cái phòng đó thì sẽ tách ly ra, và ở Việt Nam mình cũng có cái quan niệm của A Đông thôi, là những cái nơi mà người phụ nữ gọi là nhiều, hoặc những cái bệnh phụ khoa thì người đàn ông không được vào. Tôi nhớ có một lần thì ông xã tôi đưa tôi đến bệnh viện, cái bệnh phụ nữ, thì khi vào đó thì toàn bộ thì như là toàn bộ là phụ nữ hết, thì anh bị một bác sĩ rầy rằng là người ta phụ nữ vào đây làm chi. Trở lại cái câu chuyện của người thanh niên đưa vợ đi đi sinh, thì với cái ước mong là anh sẽ quay lại cái cảnh vợ vượt cạn, tôi cho rằng là với hai cái lý do: một là cũng quay lại để nô lại cái khoảng gia đình mình, những cái khó khăn mà người vợ gặp phải trong cái lúc mà gọi là đi biển một mình. Vấn đề thứ hai cũng có thể rằng để thỏa chí, hoặc là để một cái thách đố nào đó, rằng là nếu quay được thì đưa cho bạn bè để thỏa cái đam mê, thỏa cái sở thích của anh. Và khi mà vợ anh được đưa vào phòng mổ thì anh đã có cái hành vi, tức là đập phá cửa để mà quay phim chụp hình. Thì các bác sĩ mới có những cái hành vi, tôi nghĩ đó là cái vùng nông thôn cho nên họ không có đồng ý cho những người lạ. Thì Việt Nam mình, tôi cũng không biết những cái bệnh viện lớn như thế nào, nhưng một số bệnh viện bình thường hoặc số bệnh viện quận huyện thì không có và không được phép quay chụp hình những cái hình ảnh vượt cạn của những người phụ nữ. Và sau khi là bị rầy đó thì anh cảm thấy bực dọc. Và sau khi mà vợ của anh được kiếm bác sĩ thì bài báo nói rằng là có hai người mổ mặt đó, thì anh cùng một cái nhóm thanh niên 10 người đánh bác sĩ, đánh cái hành vi cố ý gây thương tích. Thực sự cho tới thời điểm này thì tôi cũng chưa biết rằng là các cơ quan tố tụng sẽ khởi tố anh về cái hành vi gì. Tuy nhiên theo cái quy định thì tôi cũng muốn giải thích cho quý vị và các bạn, đây là một cái hành vi cố ý gây thương tích. Thưa quý vị và các bạn, hành vi cố ý gây thương tích được quy định trong Bộ luật hình sự ở điều 134. Người nào gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có tỷ lệ thương tật là trên 11% đến dưới 60%, dưới 30%, hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, tỷ lệ thương tật, tỷ lệ thương tổn cơ thể là dưới 11%, nhưng mà phạm tội lần hai nè, gây cố tình nhẹ nè, rồi sử dụng hung khí nguy hiểm nè, sử dụng axit nè, những cái trường hợp đó thì vẫn bị truy tố, khởi tố về cái hành vi cố ý gây thương tích. Thưa quý vị và các bạn,
rất là khó. Điều luật cũ thì nói rằng là tỷ lệ thương tật là bao nhiêu phần trăm đó, thì luật mới thì lại nói là tỷ lệ thương tổn cơ thể, cho nên cũng hơi lấp vấp ở cái chỗ đó. Tuy nhiên với mong muốn rằng chuyển cái thông điệp đến cho quý vị các bạn, và tôi nghĩ cái hành vi vô ý thường diễn ra trong đời sống xã hội, mà đặc biệt ở giai đoạn hiện nay là thanh niên, trai trẻ họ sử dụng cái phương pháp gọi là game. Những cái truyền thông xã hội nó ảnh hưởng rất là lớn, và cũng có những cái yếu tố tâm lý, cái sự giáo dục của gia đình nó thấp quá, cho nên cái sự nhẫn nhục, cái sự nhẫn nại là rất là khó, dẫn đến cái hành vi dễ bị bộc phát, hành vi cố ý gây thương tích. Quay lại vấn đề văn phòng tôi thì tới nay cũng hơn 10 năm, cái hành vi cố ý gây thương tích thì tôi cũng đã bào chữa nhiều. Điển hình là cái vụ đầu tiên thì tôi làm ở cái vùng ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, cho nên những cái vụ mà cố ý gây thương tích thì đa phần là hai cái nhóm thanh niên, cũng thường là cũng cùng một cái vực, cho nên là vụ đầu tiên là em này trong một cái lần em về đi học về thứ bảy thì đi chơi với bạn bè, và dẫn đến cái em lấy cái cục đá mà em đặt cái nhóm thanh niên bên cạnh. Thật ra thì ở đây có hai nhóm thanh niên, tuy nhiên là cái em là người sử dụng cái hung khí, còn các bạn khác thì sử dụng tay, cho nên gây tỷ lệ thương tật trên 22%. Và sau đó thì tôi đã bào chữa cho em với một hình thức em còn đi học, em có bồi thường thiệt hại toàn bộ và có đơn bài nại từ phía gia đình người bị hại, thì sau đó thì em được hưởng cái mức án thấp nhất. Hồi nãy tôi cũng quên nói, với cái hành vi gây tổn thương sức khỏe cho người khác từ 11% đến dưới 30% hoặc là trên 11% thì sẽ ở cái mức khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm. Nói như vậy để quý vị và các bạn hiểu được rằng nếu trong trường hợp nào đó thì mình cũng có những cái nhẫn nhục nhìn. Hôm qua thì trên một cái Facebook tôi có thấy một cái em lên một cái comment, em bảo rằng em đang sinh sống và làm việc ở Đài Loan, thì em bảo rằng có một bạn đồng nghiệp cứ gọi là sử dụng từ người Bắc, cứ là Bắc chẹt, Bắc nạt em, thì em hỏi cộng đồng mạng là nhịn hay là làm tới luôn. Thì tôi cũng đã cho em một lời khuyên đầu năm rằng là nhìn đi em, nhìn chẳng mất gì cả. Vì thứ nhất, mình là cô đơn nơi xứ người. Nhìn không phải là nhục. Nhìn ở đây để được duyệt mình. Nhìn ở đây để chứng tỏ cái bản lĩnh, cái sự trưởng thành của mình. Nhìn ở đây, người ta bảo là quân tử 10 năm trả thù không muộn. Mình không trả thù, nhưng mình xem cái hành vi đó, cái hành vi bắt chẹt, bắt nạt đó là một cái việc mà mình cần phải nhận nhục. Thưa quý vị và các bạn, đây là những video mang tính chất cá nhân của tôi, luật sư Đoàn Thị Thiên Lan Thu, chắc chắn sẽ không thể múa rìu qua mắt thợ một số các anh các chị luật sư đồng nghiệp có những cái quá trình hành nghề lâu năm. Tuy nhiên mong muốn của tôi rằng là trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, chuyển hết từ cái trái tim của mình, những cái hiểu biết cơ bản về luật hình sự, về luật dân sự, về luật hôn nhân và gia đình, những cái cơ bản để quý vị và các bạn, phần đông những người trong xã hội có thể rằng cái trình độ kiến thức của người dân của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì rất cao. Tuy nhiên những cái vùng là Cao Bằng, Lạng Sơn, những vùng mà gọi là vùng cao thì các em đó cần lắm những cái kiến thức pháp luật.
cơ bản nếu gia đình mình rơi vào trường hợp vô phụ não tụ đình. Nếu quý vị và các bạn trong cái video có những cái hạt sạn về những cái quy định của pháp luật, về những cái quy định mà luật sư nói sai, nói không đúng, thì kính mong quý thầy cô, quý anh chị và các bạn sẽ để lại comment để những video lần sau tôi có thể phục vụ trong tốt hơn trong cái chương trình Dân ta phải biết ta. Xin trân trọng cảm ơn.